Học sinh tham gia học các kỹ năng nghề sau khi hoàn thành chương trình sẽ được cộng điểm khuyến khích cho kỳ thi tốt nghiệp. Đây là nội dung trong công văn mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn đề nghị các sở giáo dục đào tạo hướng dẫn các trường trung học trên địa bàn phối hợp với các trường trung cấp chuyên nghiệp và các trường cao đẳng có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Theo đó, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông phối hợp với các cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn để thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông. Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ được cộng điểm khuyến khích khi thi tốt nghiệp theo quy định. Ngoài ra, cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp sẽ cấp giấy chứng nhận cho học sinh để các em được công nhận trên thị trường lao động và được miễn trừ các nội dung này nếu có nguyện vọng theo học tiếp chương trình trung cấp chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp phổ thông.